Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên Tâm thức Việt TTV hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021. Mở đầu là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Xét xử phạm đoàn trang là sự sợ hãi tiếng nói bất đồng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Hôm 13 tháng 12 ra tuyên bố kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang chỉ một ngày trước khi diễn ra phiên xét xử sơ thẩm tại tòa án nhân dân Hà Nội. Blogger năng động Phạm Đoan Trang phải đối mặt với đòn trả đũa nặng nề của chính quyền vì những hoạt động ủng hộ tự do biểu đạt tự do báo chí và nhân quyền của bà trong suốt một thập niên. Ông Phil Robertson, phó giám đốc bang Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền nói trong tuyên bố Ông này cũng cho rằng, bằng cách khởi tố và đưa Phạm Đoan Trang ra xét xử, chính quyền Việt Nam đang cho thấy họ sợ các tiếng nói phê phán có ảnh hưởng đến thế nào. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử nhà báo bất đồng chính kiến nổi tiếng vào ngày 14 tháng 12, sau hơn một năm bà bị bắt giữ hồi đầu tháng 10 năm 2020, chỉ vài giờ sau khi kết thúc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ nhà báo Phạm Đoàn Trang bị cáo buộc dưới tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của luật hình sự năm 1999. Viết về thảm họa môi trường, vi phạm nhân quyền, thiếu tự do tôn giáo và trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế không phải là tội. Thế nhưng mà chính quyền Việt Nam lại biến những việc đó thành tội phạm. Ông Robertson nói và cho rằng lẽ ra chính quyền nên hoan nghênh việc bà Phạm Đoan Trang tìm hiểu về những việc làm sai trái, lạm dụng và lạm quyền thay vì trừng phạt bà. Trong bản cáo trạng truy tố cựu phóng viên của các tờ báo lớn trong nước, nhà công quyền cáo buộc bà Trang tham gia thảo luận bàn tròn trực tuyến trên BBC Việt Ngữ và trả lời phỏng vấn của phóng viên bàn Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ngoài làm báo, bà Phạm Đoan Trang còn là tác giả hay đồng tác giả của nhiều cuốn sách về khoa học chính trị, cũng như các báo cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bà cũng là người chấp bút cho các báo cáo về thảm họa môi trường do công ty Phọc Mosa gây ra ở miền Trung Việt Nam hồi năm 2016. Trước bối cảnh bà Phạm Đoàn Trang sẽ bị xét xử và phải đối diện với mức án có thể lên đến 12 năm tù giam, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho bà Trang ngay lập tức. Phó Giám đốc bang Áo Châu của Tổ chức Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng kêu gọi các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Úc và Nhật Bản cần chấm dứt viện, ém nhẹm những vi phạm nhân quyền có tính hệ thống của Việt Nam. Hôm 8 tháng 12, tổ chức Ủy ban Bảo vệ ký giả CPG công bố nghiên cứu về tình hình tự do báo chí và đàn áp truyền thông trên toàn thế giới trong năm 2021. Qua đó cho thấy Việt Nam là một trong bốn nước bắt giam nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Trong 23 nhà báo Việt Nam được CGP nhắc đến tên, có nhà báo Phạm Đoàn Trang sắp bị đưa ra xét xử và đối diện với mức án lên đến 12 năm tù nếu bị tuyên là có tội. Theo tin mới nhất từ BBC, án tù 9 năm cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà báo Phạm Đoan Trang kết thúc cuối giờ chiều ngày 14 tháng 12 với mức án tù 9 năm dành cho bà về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự năm 1999 mẹ và anh trai của bà phạm đoan trang được dự trong phiên tòa tuy nhiên ông phạm chính trực đã bị đuổi khỏi phòng xử ngay sau khi em gái của ông nói lời sau cùng trước khi tòa bước sang phần nghị án được biết lý do khiến ông bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi phòng xử là bởi vì ông đã đứng dậy vỗ tay nói to rằng gia đình tự hào về em gái mình và phản đối thái độ xét xử bất công của tòa một số nhà ngoại giao quốc tế đã được vào quan sát phiên tòa gồm đại diện của các đại sứ quán mỹ canada đức và liên minh châu âu nói chuyện với bbc news tiếng việt ngay sau phiên tòa luật sư ngô anh tuấn một trong những luật sư bào chữa cho bà đoan trang nói rằng Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị từ 7 đến 8 năm tù, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 9 năm tù. Họ tuyên án như vậy, không trái luật. Trước đây, Hội đồng xét xử chỉ tuyên trong khung Viện Kiểm sát đề xuất, nhưng theo luật mới bây giờ, họ có quyền tuyên cao hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Trước câu hỏi các luật sư và bà Phạm Đoan Trang có được trình bày đầy đủ lý lẽ trong phiên xử hay không, luật sư Tuấn nói vắng tắt không đầy đủ. Truyền thông Việt Nam cho hay cơ quan tố tụng đánh giá hoạt động chống phá của Phạm Đoan Trang làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh trật tự gây bức xúc phẫn nộ trong dư luận và nhân dân. Trên trang Facebook cá nhân của mình, luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những người bảo vệ bà Phạm Đoan Trang trước tòa ngày hôm nay đã viết rằng trao đổi với chúng tôi tại trại tạm giam một ngày trước phiên tòa, có lẽ đến 90% của Phạm Đoan Trang sẽ quyết định kháng cáo bản án sơ thẩm bà Phạm Đoan Trang bị bắt đúng vào ngày kết thúc cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kéo dài 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 10 năm 2020. Trong suốt hơn một năm bị tạm giam, bà Phạm Đoan Trang chỉ được gặp luật sư đúng một lần vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 và chưa được gặp mặt gia đình một lần nào. Luật sư Ngô Anh Tuấn kể lại trao đổi của ông với bà Phạm Đoan Trang hôm 19 tháng 10 năm 2021 trên Facebook cá nhân như sau: Trong 10 lần lấy cung, bà đều bị ép nhưng bà từ chối trả lời và yêu cầu phải có luật sư mới khai báo nhưng không được chấp nhận. Trong suốt quá trình làm việc bà Trang không hợp tác, không khai nhận và chưa từng nhận tội, thế nên nếu có clip nhận tội được tung ra dưới bất kỳ hình thức nào thì đó có nghĩa là nó bị cắt ghép không đúng sự thật. Quốc tế nói gì? Sau phiên tòa, ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ra thông cáo nói rằng thật phẫn nộ khi Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù chỉ vì bày tỏ quan điểm và bảo vệ niềm tin của mình. Việc bỏ tù một nhà cải cách tận tụy với mục đích thúc đẩy nhân quyền quản trị tốt và công lý là một bản cáo trạng nhức nhối. Trả lời BBC News tiếng Việt hôm 14 tháng 12, ông David Brown, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam nói, phiên tòa xét xử phạm đoàn trang sẽ chứng minh rằng theo quan điểm của công an các công tố viên và thẩm phán của họ việc nói hoặc viết bất cứ điều gì chỉ trích hành động của nhà nước là phạm trọng tội điều này không có gì mới trong những năm qua nhiều người khác đã bị kết án với cùng một tội trong vài năm gần đây nhiều người dùng facebook đã bị truy tố chỉ vì chia sẻ thông tin chỉ trích nhà nước tội lật đổ độc đáo của Trang nằm ở chỗ bà giả vờ rằng các thể chế của Việt Nam thực chất là như những gì hiến pháp mô tả, nghĩa là dân chủ, để những gì bà đang làm trở thành giúp nhà nước dạy mọi người cách trở thành công dân tốt. Cái được gọi là phong trào dân chủ đang bị xáo trộn hoàn toàn. Các nhà lãnh đạo giỏi nhất của phong trào dân chủ Việt Nam đang ở trong tù hoặc lưu vong, trong khi nhiều người trong số còn lại thì đang lãng phí thời gian của họ để ngưỡng mộ Donald Trump chế độ hiện nay có quyền kiểm soát hà khắc hơn nhiều với những gì công chúng có thể xem trên internet chế độ này triển khai công nghệ và chiêu trò để gạt bỏ những lập luận chỉ trích có căn cứ những cái được xem là đối thoại online hiện nay hầu hết chỉ là những lời vu khống liệu đường lối cứng rắn này có tồn tại lâu hơn ông trọng không là câu hỏi lớn bây giờ. Sức khỏe của ông Trọng không tốt và một số lãnh đạo trẻ hơn như đương kim thủ tướng, lãnh đạo quốc hội và có lẽ cả chủ tịch nước đương nhiệm đều được cho là đang cân nhắc cơ hội kế nhiệm ông Trọng làm người đứng đầu đảng. Tại đại hội 14, nếu vẫn còn tại vị, chắc chắn ông Trọng sẽ nhắm đến việc đảm bảo bầu cho được người mà ông cho là người kế nhiệm xứng đáng. Bất kể kịch bản là gì, chúng ta có thể chờ đợi sẽ trông thấy một cuộc chiến căng thẳng khác giữa phe bảo thủ trong đảng và phe có tư tưởng tiến bộ và cởi mở hơn. Mạng xã hội nói gì, nhà văn Nguyễn Viện nói những phiên tòa xét xử người bất đồng chính kiến như Phạm Đoàn Trang chúng ta không thể hy vọng hay chờ đợi những biện giải của luật sư được lắng nghe theo đúng tinh thần của tòa án là nơi thể hiện cái lý của luật, nhưng chúng ta lại có cơ hội chứng kiến cái quyền lực thô thiển của độc tài được phô diễn Mặt khác, chúng ta cũng sẽ nhận ra trong những phiên tòa ấy ai mới thật sự là bị cáo Một bản án cho Phạm Đoàn Trang cũng là một bản án cho chế độ Facebooker Nguyễn Hoàng Vi viết: Hôm nay vài vị thẩm phán và công tố viên xét xử Phạm Đoàn Trang nhưng nhà cầm quyền phải đối mặt với những phán xử từ phía công luận quốc tế và những người yêu chuộng tự do hòa bình. Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên chỉ nói rằng những người đã dám dấn thân cho tự do thì luôn là người tự do dù có bị cầm tù. Phạm Đoan Trang luôn là một con người tự do. Quá trình hoạt động của Phạm Đoan Trang Nhà báo Đoan Trang, năm nay 42 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, từng tốt nghiệp trường Hà Nội Amsterdam và Đại học Ngoại thương Hà Nội và làm phóng viên báo điện tử VN Express. Nhân viên công ty quảng cáo Haki, công ty truyền hình kỹ thuật số VTC, cộng tác viên báo Việt Nam Net và phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Nhà báo Đoàn Trang bị bắt ngày 7 tháng 10 năm 2020 sau khi xuất bản cuốn sách chính trị Bình dân và một số tác phẩm báo chí khác. Trước khi bị bắt, nhà báo Đoàn Trang đã viết rằng tôi không cần tự do cho riêng mình, nếu chỉ vậy thì quá dễ, tôi cần cái lớn hơn là tự do dân chủ cho Việt Nam, đó là một mục tiêu nghe có vẻ xa vời nhưng thật ra là khả thi nếu có sự góp phần của tất cả các bạn. Thưa quý vị, trên mạng đang chia sẻ những lời nói sau cùng của cô Đoan Trang trong trường hợp cô không được tòa cho phép nói lời sau cùng như sau. Đức Đạt Lai Lạc Ma thứ 14, lãnh tụ tinh thần của người Phật giáo Tây Tạng từng nói một câu đại ý rằng chúng ta hãy thử tưởng tượng một thế giới trong đó có cả 6 tỷ người đều theo cùng một tôn giáo thì điều gì sẽ xảy ra khi đó. Chắc chắn là trước sau cũng có một nhóm người thấy rằng tôn giáo đó không còn mang lại lợi ích cho họ nữa. Thế là họ tách ra và thế giới có thêm một nhóm tôn giáo khác hoặc một nhóm người không theo tôn giáo nào. Điều Đức Đạt Lai Lạc Ma nói là để chúng ta thấy rằng bản chất của thế giới này, bản chất của cuộc sống là đa nguyên và bản chất của con người là hướng tới sự đa nguyên. Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới đi tranh cãi về sự đa nguyên và phủ định sự đa nguyên. Chỉ những kẻ độc ác mới tiêu diệt sự đa nguyên và chỉ có những chính quyền cực kỳ độc ác và ngu xuẩn mới tiêu diệt sự đa nguyên bằng cách đàn áp cầm tù những người bất đồng chính kiến, người viết sách, viết báo, người phản biện xã hội, người hoạt động dân chủ nhân quyền. Trong một xã hội dân chủ nếu có một công dân viết sách, viết báo hoặc trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài nói lên những điều chính quyền không muốn nghe thì cách hành xử văn minh có thể là gì? Văn minh nhất là chính quyền đó không làm gì cả, bởi vì con người văn minh là phải biết cách tôn trọng quan điểm và lợi ích của người khác trong trường hợp tệ hơn nếu chính quyền đó có máu độc tài và thấy rằng những điều công dân đó nói là không thể chấp nhận được thì chính quyền có thể chỉ đơn giản là viết lên những cuốn sách những bài báo phản bác lại quan điểm của công dân đó thậm chí mạnh dạn liên hệ trực tiếp với cơ quan báo chí nước ngoài để xin họ bố trí cho một cuộc phỏng vấn trong đó người của chính quyền có thể nói lên những quan điểm của mình phản bác quan điểm của công dân kia nhưng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không làm như thế, mà chọn một cách làm hèn hạ, ngu xuẩn và độc ác hơn rất nhiều. Đó là bắt bứa cầm tù công dân của mình chỉ vì công dân đó viết sách, viết báo và trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài. Ngày hôm nay, các anh, các chị kết án tôi có thể bỏ tù tôi nhiều năm, nhưng không sao cả, bởi vì như nhân vật Nguyễn Trãi trong vở kịch Bí mật Vườn Lệ Chi đã nói, con thú có thể cắn chết con người, nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người. Những bản án càng dài thì càng chứng tỏ bản chất độc tài phi dân chủ, phản dân chủ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các anh các chị có thể bỏ tù tôi và hạ hê đắc thắng vì đã xóa bỏ được một cái gai trong mắt các anh chị nhiều năm nay. Nhưng mãi mãi các anh chị không xóa bỏ được tiếng xấu, độc tài phi dân chủ, phản dân chủ vì con thú mãi mãi là con thú nó không bao giờ có thể trở thành người được